Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Thể thao 24 giờ. Cùng Thể thao 24 giờ xem bản tin chiều nay có gì đặc sắc nhé. Tắc ẻo méo mặt khi nghe tin dữ từ hai học trò. Chelsea đang có phong độ khá và phù dạo gần đây. Họ cần một chiến thắng trước Hove để tránh bị Man City bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, thầy trò Thomas Tuchel đã không thể làm được điều đó. Đêm qua, dù tung được 8 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà song dơm luôn, không một lần có được niềm vui ăn mừng bàn thắng. Không những vậy, Thomas Tuchel còn đón nhận tin dữ khi bộ đôi Jack Ochoa và Hakim Ziyech đã dính chấn thương. Nhà báo thể thao Simon Johnson dẫn lời của chiến lược gia người Đức trên Twitter: "Jack Ochoa, hy vọng đó chỉ là cơn đau nhưng hiện tại nó rất đau. Chúng tôi hy vọng nó không nghiêm trọng nhưng chúng tôi cần chờ kiểm tra thêm. Đối với Hakim, tôi không nghĩ nó tệ. Anh ấy bị va chạm và nó khá mạnh nên anh ấy đi gặp khiển." MU chọn sai Sancho, Man City thưởng đậm Bernardo Silva. Cựu tiền về tuyển Anh, Captain Palmer cho rằng đáng ra MU phải ưu tiên ký Declan Rice từ West Ham hồi mùa hè để giải quyết tuyến giữa thay vì bỏ ra 73 triệu bảng cho giai đoạn Sancho. Cả Declan Rice và giai đoạn Sancho đều là những mục tiêu được MU tâm tư từ lâu. Captain Palmer cho rằng Declan Rice chính là mắt xích còn thiếu của MU và sẽ cải thiện đáng kể khu vực giữa sân cho họ. "Nếu tôi là MU, tôi sẽ không nói rằng không lấy giai đoạn Sancho, nhưng Declan Rice là cầu thủ nhất định tôi phải có." Theo Sun cho hay, Man City chuẩn bị hưởng cho tiền vệ Bernardo Silva một hợp đồng bội thu, tăng gấp đôi so với lương hiện tại. Bernardo Silva sẽ được tăng lương lên gấp đôi, thành 300.000 bảng trên tuần. Khi ấy, Silva sẽ trở thành những cầu thủ nhận lương cao thứ hai tại câu lạc bộ, cùng Sterling và Rennie. Sergio Green dẫn đầu với 400.000 bảng trên tuần. Pep Guardiola thừa nhận Bernardo Silva quá xứng đáng để được hưởng con số bội thu như vậy. Liverpool bị Tottenham cầm chân, hòa 2-2 trên sân Tottenham. Liverpool bị đỉnh bảng Man City bỏ cách 3 điểm sau vòng 18 ngoại hạng Anh. Trận đấu được xem như hấp dẫn bậc nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất từ đầu mùa. Hai đội thi đấu đầy năng lượng dù vắng nhiều trụ cột. Khán giả được chứng kiến rất nhiều cơ hội của đôi bên, cùng những pha cứu thua xuất thần và những pha dò bóng thô bạo trên mức cần thiết. Thiếu vắng Virgil van Dijk và Fabinho vì Covid-19, Liverpool vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Lần lượt hai hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold đe dọa khung thành Tottenham. Những bàn thắng được ghi công bởi Hát, trên 13 phút, Son Heung-min, 74 phút bên tác. Còn phía Liverpool gồm Jota, 35 phút, Robertson, 69 phút. Những phút còn lại không bàn thắng nào được ghi thêm, và hai đội đều có lý do để tiếc nuối khi không thể có trọn 3 điểm. Liverpool có 41 điểm, kém đỉnh bảng Man City 3 điểm. Tottenham xếp thứ 7 với 26 điểm, nhưng kém các đội khác từ 2 đến 3 trận. Cổ động viên Man United phấn khích trước ứng cử viên thay thế Rangnick. Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên của Man United vẫn tiếp tục từ nay cho đến cuối mùa giải 2021-2022. Theo dự kiến, Rangnick sẽ chuyển sang vai trò cố vấn thể thao khi mùa giải năm nay kết thúc. Hàng loạt ứng cử viên tiềm năng đã được Quỷ đỏ nhắm đến, một trong số đó là Ruben Amorim. Đứng trước thông tin Man United liên hệ Ruben, nhiều cổ động viên đã chia sẻ ý kiến trên mạng xã hội. "Điều này thực sự điên rồ," tài khoản Twitter Thaalamoger cho hay. "Chúng tôi có thể sở hữu một Nagelsmann của riêng mình. Tôi vui mừng vì điều này," tài khoản Credible một chia sẻ. "Nếu anh ấy có thể đánh bại Pep thì thật tuyệt vời. Tôi tin tưởng mọi chàng trai đến từ Lisbon." Quy định mới của FIFA giúp Man United mạnh tay chiêu mộ tân binh. Những quy định mới của FIFA về tiền hoa hồng cho người đại diện có thể giúp Man United mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng trong tháng giêng tới. Tờ Daily Mail vào thứ bảy tuần trước 11/12 đã tiết lộ rằng việc Paul Pogba chuyển từ Juventus sang Man United năm 2016 đã mang về cho siêu cò Minora Ioler số tiền đáng kinh ngạc 41,9 triệu bảng. Tuy nhiên, con số ấy nhiều khả năng sẽ không còn diễn ra trong tương lai khi FIFA quy định người đại diện chỉ được phép hưởng tối đa 10% số tiền chuyển nhượng cùng với 3% lương cầu thủ kể từ quý 1 năm 2022. Chuyên gia tài chính Kieran Marquardt nói với Football Insider, nếu các câu lạc bộ đang tuyển dụng biết được tổng số tiền mình chi tiêu, nếu họ chi ít tiền hơn cho những người đại diện thì họ sẽ có những khoản chi tiêu ở những nơi khác. Ngôi sao bị Rangnick răng đe đã chơi trận cuối cho Man United. Đến thời điểm hiện tại, Paul Pogba vẫn chưa đưa ra câu trả lời về tương lai, dù hợp đồng giữa anh với Manchester United sẽ đáo hạn vào cuối mùa. Gần đây, huấn luyện viên Rangnick cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Ông khẳng định sẽ không thuyết phục bất kỳ ai ở lại Old Trafford. Theo quan điểm đến từ Vardy Kenny, Pogba không có ý định gia hạn hợp đồng với Man United. Thay vào đó, tiền vệ này muốn rời khỏi nước Anh. Vì vậy, Kenny cho rằng Man United sẽ tìm cách bán đi Pogba trong mùa đông và cựu sao Juventus sẽ không thể quay trở lại đội hình. Theo ý kiến của riêng tôi nghĩ rằng chỉ có một kết cục. Pogba sẽ trở lại sau chấn thương trong vài tuần nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở lại đội hình, trừ khi cậu ấy ký vào thỏa thuận đó. Huấn luyện viên Bon Kinh của Thái Lan không sợ tuyển Việt Nam. Định mệnh đưa đẩy đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 sau khi thầy trò ông Park chỉ đứng nhì bảng B do kém hiệu số bàn thắng bại với Indonesia. Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, huấn luyện viên Mano Bon Kinh của đội tuyển Thái Lan cho biết về cuộc gặp gỡ Việt Nam tại bán kết, đây là một trò chơi lớn. Chúng tôi biết rằng cả hai đội đều có mục tiêu giành chức vô địch. Việt Nam là một đội tuyển tốt và đang chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á. Vì thế, đây không phải là một cuộc chơi dễ dàng với Thái Lan. Nhưng tôi tin rằng mọi cầu thủ Thái Lan đều đã sẵn sàng. Rất nhiều cầu thủ nòng cốt của tôi có gần một tuần tập luyện và chúng tôi đã sẵn sàng để tham gia loạt trận bán kết này. Báo chí Indonesia phấn khích vì đội nhà qua mặt tuyển Việt Nam. Sau khi loạt trận cuối cùng của bảng B kết thúc, Indonesia đã vượt mặt Việt Nam giành vị trí nhất bảng do có hiệu số phụ cao hơn. Với kết quả này, hàng loạt tờ báo của xứ vạn đảo đang rất hả hê. Ngôi đầu bảng B đã thuộc về Indonesia. Tờ Bowler giật tít và bình luận, đội bóng xứ vạn đảo đã thể hiện tinh thần quả cảm, thi đấu vô cùng mãnh liệt.
Ngay cả khi dẫn trước tới 4-1, Indonesia vẫn dồn ép đối thủ Malaysia đến nghẹt thở. Chính nhờ tinh thần ấy giúp Indonesia vượt qua Việt Nam để vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Dù có cùng 10 điểm, tờ CNN Indonesia cũng nhận định vừa gặp kình địch Malaysia, Indonesia nhất bảng B và khen ngợi đội nhà. Indonesia đã đứng đầu ở bảng B trước lượt đấu cuối. Hạ Malaysia 4-1 khiến chiến thắng Campuchia 4-0 của Việt Nam ở trận đấu cùng giờ trở vô nghĩa. Còn tờ Bowler Sport đã gọi chiến thắng của Indonesia trước Malaysia là màn thảm sát kình địch và tin tưởng đây sẽ là giải đấu thành công rực rỡ của đội bóng xứ vạn đảo. Tiến Linh lọt top 5 cầu thủ xuất sắc nhất lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2020. Dù không thể hoàn thành mục tiêu đầu bảng, nhưng điểm sáng của đội tuyển Việt Nam chính là màn thể hiện của Tiến Linh trong trận đấu với Campuchia vừa qua. Sau nhiều trận đấu không thể ghi bàn, tiền đạo quê Hải Dương ghi liền hai bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới đội bóng xứ Angkor. Với màn trình diễn này, Tiến Linh đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đánh giá cao và lọt top 5 cầu thủ trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất lượt đấu cuối AFF Cup 2020. Ở phần bình luận, ban tổ chức mô tả rằng Nguyễn Tiến Linh đã ghi bàn mở tỷ số trước Campuchia bằng một pha dứt điểm gọn gàng ngay phút 3, rồi xuất tung lưới đối thủ từ khoảng cách khá xa trước khi hiệp một khép lại. Tiến Linh đã gia tăng cơ hội được huấn luyện viên Bắc Hàn xeo điện tên vào đội hình xuất phát trong trận bán kết với Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin sáng mai nhé!